Các bạn biết ngày hôm nay ngày gì không các bạn? Ê bà xã, ngày hôm nay ngày gì ạ? 20 mà bắt phụ nữ làm vậy nè bà. Vâng, ngày hôm nay thì nhà Phạm Vinh mua con cá bớp tầm 3 kg nha các bạn. Thì lúc nãy Phạm Vinh quên quay con cá lại. Thì đã làm ra thịt này các bạn. Đó, đây phần thịt con cá bớp 3 kg nha. Đây là phần bộ lông nữa nè, gan ruột nè các bạn. Phạm Vinh nghe nói cá này ăn rất là béo nha. Thì lúc trước mình cũng đã ăn nhiều rồi, mà con cá này nhỏ hơn. Thì hôm nay con cá này 3 kg nữa. Xin mời các bạn theo dõi video ẩm thực ngày hôm nay nha. Đây các bạn, đây là bà mẹ mình, bà đang làm rau chuẩn bị này. Chào mẹ con Ruby nè. Đây chàng Rơ Út nãy giờ đang phụ bà mẹ vợ làm sắc cái bắp chuối nha các bạn. Đây là bắp chuối. Chúng ta hái cái bắp của nó, lột vỏ, các bạn sắc lấy cái phần bên trong á, cái lõi của nó nha các bạn. Rồi chúng ta ăn với rau sống này, hoặc là chúng ta nấu lẩu chúng ta bỏ qua rồi. Này thì ở miền quê mình mới có nha các bạn. Thành thị thì kiếm bắp chuối nó cũng rất là khó đấy. Ra chợ đôi khi chúng ta mua thì bị người ta mua hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá lạnh vào bắp chuối nha các bạn. Mục đích chúng ta bỏ vào là để cho cái bắp chuối này ăn là được giòn và ngon hơn các bạn. Mà hay cái hơn, thịt đây cứng thì mình bỏ vô thì nó cho nó mềm xương, mà bắp chuối mềm mà thì chúng ta bỏ lạnh như thế này nó sẽ giòn. Các bạn thấy nó nghịch đói không? Đây là đậu dưới cà chua nha các bạn. Đậu này chúng ta bỏ vào lẩu cá nấu chung luôn. Đó, bì lẩu thái nấm này, rau đồ bắp. Cá này thịt rất là to nha các bạn. Cho nên mẹ mình đã cắt nhỏ nè. Khi mà chúng ta ăn nó dễ dàng hơn, mà ăn được nhiều người. Hi, Ruby cười gái thôi. Hello, cười lên. Cái này Ruby ăn lẩu nha, đây nha các bạn. Đây là vườn rau mồng tơi nhà mình này. Đó, ngày gấu đang hái nè. Qua wow, nhiều đây là được nâu lậu lớn các bạn. Đây là rau xanh sạch nha, không phân thuốc á. Đây bây giờ mẹ mình bắt cái lò này nha các bạn. Nấu lửa bằng than nhưng không phải bằng ga nha các bạn. Nấu lò than. Trời đang mưa thì nấu than cảm thấy nó ấm áp hơn. Bây giờ mẹ mình chia ra hai phần, một phần để nướng này, một phần thì nấu lẩu nha. Con cá này nếu ăn mấy ngay rồi. Cá này lúc nãy thì nhà mình mua 3 kg thì 380 gần 400.000 nha các bạn. 390. Cá này ăn nó nhiều đạm lắm các bạn.
nướng, nướng 5 phần này. Cảm ơn xem. Wow, thịt cá này vàng đã không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi một thời gian để xem món nướng như thế nào nhé. À, bây giờ thì mẹ mình sẽ bỏ cái bì nấu lẩu nha các bạn. Bỏ vào để cho gia vị nó sẽ ngon hơn á. Đây là lẩu nhà mình tự nấu. Nếu mình nêm gia vị bình thường thì ăn nó sẽ không ngon bằng cái bì nêm này nha các bạn. Chờ sôi thì chúng ta sẽ bỏ anh gấu nhìn này cái coi, anh gấu đẹp trai, anh gấu đang chơi ăn lẩu đúng không? À, anh gấu mắc cỡ sao mà chèn hóc đứng vậy? Ra đây. Anh gấu phá đồ em rồi bị không? Dạ, yeah, nướng này các bạn gần chín rồi đó. Nướng là các bạn đảo điều tây nó sẽ không bị cháy nha. Đó, mình nhìn thịt này. Đây là phần để chúng ta bỏ vô nồi lẩu này. Các bạn biết ngày hôm nay ngày gì không các bạn? Ê bà xã, ngày hôm nay ngày gì ạ? 20 mà bắt phụ nữ làm vậy nè bà. Đây ấy, các bạn, đây là ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam đúng không? Là phụ nữ Việt Nam mình phải thể hiện là công dung ngôn hạnh hồi xưa này. Nên là bây giờ bà xã mình bà quyết định ra tay lặt rau. Lặt rau để lát nữa ăn lẩu nha các bạn. Các bạn nhớ theo dõi video mình đến hết nha. Bây giờ mẹ mình sẽ bỏ cá vào nồi lẩu nha. Cá này các bạn thấy không? Cá rất là tươi nha. Nhìn này thớ thiệt quá. Bỏ nấm vào nha các bạn. Ủa, cá chín rồi mà. Chín rồi, nướng bánh ăn. Bây giờ mẹ mình nướng bánh nha. Ăn cá bánh nướng. Xíu mình sẽ quay cái dĩa cá chín. Đây là bánh tráng nha các bạn. Bánh tráng này ở Phú Yên với Bình Định này là đặc sản Phú Yên Bình Định là bánh tráng đó. Hầu như bánh tráng là ở hai tỉnh này chuyển sang mấy vùng ở thành phố nha, chứ không có Sài Gòn, Hà Nội nha các bạn. Quả ớt chua này các bạn. Ban đầu nhìn giống y cà chua, các bạn nhìn thấy không? Đây 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 các bạn, nấu lẩu này. Nhìn hấp dẫn không? Đang bắt đầu sôi. Khi nó sôi thì Phạm Vinh sẽ bỏ
đậu, cà chua này vào các bạn. Mẹ mình bà có làm thêm một món thịt heo nướng nha các bạn. Thịt này đã tẩm gia vị này các bạn. Các bạn thấy không? Ngợ nè. Ăn miếng thịt này rất ngon. Thịt ngon hay không là các bạn chớ đảo điều tây này, không bị cháy. Thịt chín điều ngon. Lẩu này bò cá được như nữa má. Bắt đầu đang sôi hả? Phần ruột này nhanh chín nha các bạn. Các bạn ơi, lúc nãy thì cái xôn nầu lẩu nấu nó nhỏ không đủ nha các bạn. Để mình mới sang cái nầu lớn hơn. Nồi như thế này thì chúng ta bỏ rau vào nó đầy đủ luôn ha. Mình đang lo nướng cái quỷ thịt heo này. Món thịt nướng thì ăn với cơm mà rất là ngon nha. Món này Phạm Vinh rất là thích này. Còn Phạm Vinh thì lo cái quỷ nướng thịt này nha các bạn. Mình sẽ nướng nhìn nó thật hấp dẫn ngon cho các bạn xem nè. Không bị cháy nha. Cố gắng đào tay thật đều. Thịt chúng ta sẽ chín đều. Đây các bạn. Nè, Phạm Vinh lo cái quỷ thịt này là ok nè các bạn. Chín vàng nè các bạn, nhìn hấp dẫn không? Đã đâu luôn á, thịt nướng nè. Thịt sắp chín nha các bạn. Bây giờ Phạm Vinh sẽ gấp nó ra dĩa nè các bạn. Coi như phần công tác của mình là phần thịt nướng hôm nay nha. Hoàn thành. Qua. Thịt chưa lên mà coi như ăn hết rồi. Bữa nay ngày gì ta? Đây nha các bạn. Món lẩu đã xong từ buổi sáng này. Đó. Đây là món cá nướng nè, các bạn xem buổi sáng nè. Lẩu nè. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức với gia đình nha. Dương ăn đi, thưởng thức món lẩu ngon không? Nhận xét đi anh. Ngon. Ngon Phương. Ăn vô bài. Nhìn thấy đói bụng quá.